Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách cho phép các bạn phục hồi lại danh bạ trên điện thoại Android hoặc danh bạ ở trên tài khoản Gmail của các bạn. Thì để thực hiện điều này, các bạn làm như sau. Thì các bạn có thể mở bất kỳ cái trình duyệt nào ở trên điện thoại hay là trên máy tính của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mở trên trình duyệt. Thì các bạn nhập cái địa chỉ là google.com vô, hoặc các bạn có thể gõ là Google danh bạ ở trên thanh tìm kiếm. Cái yêu cầu đầu tiên là các bạn phải đăng nhập vào tài khoản của Google của các bạn trước. Rồi, thì mình ở đây mình đang đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau đó các bạn chọn vô cái phần menu của những cái dịch vụ Google. Sau đó các bạn chọn vào phần danh bạ. Thì lúc này nó sẽ tự động nó vô cái nơi chứa những cái danh bạ của các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành xóa thử một số danh bạ và mình phục hồi cho các bạn xem. Giả sử như mình xóa ba cái số liên hệ này. Rồi mình xóa đi. Rồi. Thì lúc này cái danh bạ của mình đã bị trống. Thì để phục hồi lại các bạn làm như sau. Thì các bạn nhìn bên phía tay trái phần thanh công cụ. Các bạn chọn vô công cụ thêm. Dưới đây các bạn chọn hoàn tất thay đổi. Thì Google nó hỗ trợ cho các bạn lưu lại những cái số điện thoại danh bạ mà các bạn xóa trong vòng 30 ngày. Thì ở đây nó có rất là nhiều tùy chọn như là 10 phút, 1 giờ, hôm qua, 1 tuần. Thì tối đa là 30 ngày. Thì ở đây mình mới vừa xóa thì mình chọn cái mốc thời gian là khoảng 10 phút trước. Sau đó mình nhấn vô xác nhận. Nó thì ngay lập tức những cái số mình vừa xóa ở trên điện thoại hay là trên danh bạ sẽ được phục hồi. Nó thì để đồng bộ và ngược lại điện thoại thì các bạn chỉ cần bật đồng bộ ở trên Google, bật đồng bộ ở trên điện thoại Android của các bạn và chờ nó đồng bộ về máy thôi. Thì cái điều kiện duy nhất là các bạn chỉ cần đăng nhập đúng cái tài khoản Google các bạn trên điện thoại Android. Vậy là xong. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.